ngay vào đầu thẻ đạo cũng có điểm. Con để này, con để thẳng. Vâng vâng. Không sao ạ? À? Cửa. Cửa đến. Có cái chân mà con. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2008 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có những tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay khai mạc hội nghị trung ương khóa 6 khóa 10. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp Việt Nam. Người nuôi tôm ở Long An bị ảnh hưởng từ thị trường dầu ở Vàm Cỏ Đông. Trong phần tin quốc tế, giải thưởng điện ảnh quả cầu vàng được công bố hôm nay đang lễ truy tặng huân chương sao vàng cho đồng chí Trần Tử Bình được tổ chức tại chính tòa nhà trước đây là Bắc Bộ phủ, nơi đây vào ngày 9 tháng 8 năm 1945, đồng chí Trần Tử Bình cùng với đồng chí Nguyễn Khang đã lãnh đạo lực lượng cách mạng Hà Nội đánh chiếm sau cuộc meeting tại quảng trường nhà hát lớn. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã trao huân chương sao vàng cho đại diện gia đình đồng chí Trần Tử Bình. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã khẳng định trong suốt 40 năm hoạt động cách mạng, từ người lãnh đạo của Phú Điểm Đỏ năm 1930 đến ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ từ tháng 3 năm 1945, rồi trở thành một trong 10 vị tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, theo yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1959 đến năm 1967, dù ở cương vị nào, đồng chí Trần Tử Bình luôn phấn đấu hết sức mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên cương vị là đại sứ, đồng chí đã có nhiều đóng góp vào việc phát triển tình đoàn kết hữu nghị và giúp đỡ lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ viên chức Bộ Ngoại giao hãy noi theo phẩm chất tốt đẹp của đồng chí Trần Tử Bình, hoàn thành tốt nhiệm vụ như đại hội 10 đã đề ra, đó là giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là phát huy tốt vai trò của Việt Nam trên cương vị là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Xong rồi.